tính tiền cho anh với. Dạ, bên em đang có chương trình là giảm 50% toàn bộ cửa hàng ạ. Mà chỉ áp dụng với 50 khách hàng đầu tiên trong ngày thôi ạ. Thế á, hời quá nhờ. Anh cảm ơn nhá. Em ơi, anh chào chị cái này với. Dạ, bên em đang có chương trình giảm 50% toàn bộ cửa hàng cho 50 khách hàng đầu tiên. Chị may mắn đấy. Vậy hả? Thôi vậy, chị cảm ơn nhé. Em ơi, có trong cái áo Shopee 49k này vậy. Cái gì dạ? Em nhìn anh cứ quen quen kiểu gì ấy. Quen gì? Em nghĩ anh không biết chương trình mình có chương trình giảm giá 50% toàn bộ cửa hàng à? Thì đi làm đi. Nhưng mà em có nói gì về chương trình của nhà em đâu. Nhưng mà sao anh lại biết được? Thôi em gói cho anh đi. Làm như anh làm lắm ý. This bitch.